Các em học sinh đến với dự án dạy học tóm tắt kiến thức và giải bài tập toán 6. Hôm nay, thầy và các em sẽ cùng đến với chương 6, những hình hình học cơ bản, bài 34, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng. Bài học của chúng ta bao gồm 2 phần. Phần A lớn, kiến thức cần nhớ. Một nhỏ, đoạn thẳng. Một người đi, chúng ta sẽ cùng đến với câu 1. Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng A đến B như hình 8.23. Em có nhận xét gì về những vị trí mà người đó đã đi qua so với hai điểm A và B? Rồi, rất nhanh là chúng ta có thể nhìn thấy là mỗi vị trí mà người đó đã đi qua đều nằm ở hai điểm A và B. Nằm giữa hai điểm A và B. Câu 2, lấy các điểm A, B, C, D phân biệt thẳng hàng theo thứ tự là hình như hình 8.24. Chúng ta sẽ dùng thước thẳng và bút chì màu đen để kẻ vạch bắt đầu từ A và kết thúc ở B. Rồi, các bạn sẽ thấy này. Em có nhận xét gì về vị trí hai điểm C và D đối với phần vạch thẳng màu đen ạ? Rồi như vậy, các bạn nhìn thấy điểm C của chúng ta sẽ thuộc đoạn thẳng AB và nằm trên vạch thẳng màu đen. Còn điểm D của chúng ta sẽ không nằm giữa AB nên sẽ không nằm trên cái vạch thẳng này. Như vậy thì đoạn thẳng AB hay đoạn thẳng BA là hình gồm hai điểm A, B cùng với tất cả các điểm nằm giữa hai điểm A và B. Và A, B được gọi là hai đầu mút hay là mút của đoạn thẳng AB. Câu 3, hãy đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình 8.26. Các bạn nhìn giúp thầy ạ, các đoạn thẳng. Ở đây như vậy là chúng ta có ba đoạn thẳng, đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC và đoạn thẳng AC. Câu 4, với 4 điểm ABCD như hình 8.27, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là. Rồi, 2 trong 3 điểm A, B và C. Ta sẽ có các đoạn thẳng là AB, AC và BC. Chúng ta có 3 đoạn thẳng. 2 trong 4 điểm A, B, C, D. Chúng ta sẽ có các đoạn thẳng như sau: AB, AC, AD, BC, BD và CD. Như vậy chúng ta sẽ có 6 đoạn thẳng. Câu 5, có 5 hòn đảo biểu thị bởi 5 điểm A, B, C, D, E như hình 8.28. Người ta đã xây một cây cầu nối với hai đảo A và B biểu thị bởi đoạn thẳng AB. Hỏi phải xây thêm ít nhất bao nhiêu cây cầu nữa để có thể đi lại giữa 5 hòn đảo. Và đảo đó qua những cây cầu và mỗi cây cầu chỉ nối hai đảo với nhau. Thì các bạn nhìn thấy này, A với B là sẽ có một cây cầu rồi. Như vậy chúng ta sẽ có B với C. Rồi muốn đến là mỗi lần là ta sẽ phải xây một cây cầu. Và do vậy là chúng ta sẽ ít nhất là 3 cây cầu, từ B đến C, từ C đến E và từ E đến D. Đây là một cách. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ ít nhất là xây 3 cây cầu nữa. Hai nhỏ, độ dài đoạn thẳng. Chúng ta sang ví dụ với câu 6. Mở trang cuối của sách giáo khoa, em sẽ thấy thông tin về khổ sách là 19 x 26,5 cm. Em hiểu thông tin đó như thế nào? Ở đây chính là chiều dài và chiều rộng của khổ sách ạ. Là 19 cm là chiều rộng và 26,5 cm là chiều dài của cuốn sách ạ. Như vậy thì mỗi đoạn thẳng sẽ có một độ dài. Và khi chọn đơn vị độ dài thì độ dài của mỗi đoạn thẳng được biểu thị với số dương và thường viết kèm đơn vị, ví dụ như cm. Độ dài của đoạn thẳng AB còn gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B. Ta quy ước khoảng cách giữa hai điểm trùng nhau thì là không đơn vị. Ở bên hình này ta có là độ dài của đoạn thẳng AB là 23 mm. Và độ dài đoạn thẳng CD sẽ là 4 cm. Ta có thể viết là AB bằng 23 mm và CD bằng 4 cm cũng được. Câu 7. Em hãy cho em còn biết những đơn vị độ dài khác không? Ngoài đơn vị cm, chúng ta có độ dài là km, mét,
decimet, hectomet, decamet, vân vân. Câu 8. Dùng thước có vạch chia để đo các độ dài đoạn thẳng AB, CD và EG trong hình 8.31 rồi trả lời các câu hỏi sau. Ta sẽ dùng để đo đoạn AB bằng 2,9 cm và CD bằng 4 cm và EG bằng 2,9 cm. Như vậy ta sẽ có là đoạn AB bằng với đoạn thẳng EG. AB và CD thì AB sẽ nhỏ hơn CD do 2,9 nhỏ hơn 4. Còn CD và EG thì CD là 4 và EG là 2,9 và CD có độ dài là lớn hơn EG. Câu 9. Em hãy đo các đoạn thẳng ở hình 8.33B rồi đánh dấu giống như hình 8.33A. Thì giống nhau là AB với CD bằng nhau thì ký hiệu là bằng nhau, và BC với CD bằng nhau là ký hiệu như này. Rồi, ta đo độ dài QM bằng với PN và cùng bằng 3 cm, và QN bằng với PM và bằng 4 cm, nên ta đánh dấu ký hiệu như này. Hai đoạn này bằng nhau và hai đoạn này bằng nhau. Sang phần tiếp theo, sang phần B nhỏ, B lớn là bài tập trong sách giáo khoa. Bài 8.10 sách giáo khoa cho năm 4. Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính bằng 2 cm và MN là hai điểm tùy ý trên đường thẳng đó, đường tròn đó. Hai đoạn OM và ON có bằng nhau không? Ta vẽ một đường tròn. Như vậy là OM với ON sẽ là bán kính của đường tròn và cùng là bằng 2 cm, và OM của chúng ta sẽ bằng với ON. Bài 8.11 sách giáo khoa cho năm 4. Việt dùng thước đo độ dài của đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB. Như vậy thì bạn Việt đã bị gãy ở đoạn 3 cm, thì chúng ta chỉ lấy đơn giản là lấy 12 trừ đi 3 đó, và chúng ta sẽ được cái độ dài của đoạn thẳng AB. Và 12 trừ 3 bằng 9 cm, và độ dài đoạn thẳng AB sẽ là 9 cm. Bài 8.12. Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Nam bước từ mép đầu tường, tường đầu đến mép tường cuối của lớp thì được đúng 18 bước chân. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng là 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu mét? Như vậy 18 bước chân và ứng với mỗi bước chân là 0,6 m thì ta sẽ có nhân lên. Chiều dài của lớp học sẽ là 18 nhân 0,6 là 10,8 m khoảng. Vậy lớp học dài khoảng 10,8 m. Bài 8.13. Hãy đo độ dài theo đơn vị là mm rồi sắp xếp các đoạn thẳng ở hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài. Vâng, rất nhanh là đã các bạn dùng thước thẳng các bạn đo giúp thầy. Như vậy ta được độ dài đoạn CD là 10 mm, AB là 42 mm, EF bằng 21 mm, GH bằng 32 mm và IK bằng 53 mm. Ta sẽ sắp xếp theo thứ tự như sau: 10 nhỏ hơn 21, nhỏ hơn 32, nhỏ hơn 42 và nhỏ hơn 53. Do vậy CD sẽ nhỏ hơn EF, nhỏ hơn GH, nhỏ hơn AB và nhỏ hơn IK. Như vậy ta sẽ có sắp xếp theo thứ tự tăng dần là độ dài đoạn CD, EF, GH, AB và IK. IK là lớn nhất. Tiếp theo ta sang bài 8.14 sách giáo khoa cho năm 4. Một cái cây đang mọc thẳng thì bị gãy bão làm gãy cho phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy là dài 1,75 m và phần thân còn lại là 3 m. Hỏi trước khi bị gãy cây cao bao nhiêu? Thì chúng ta tính cây cao ban đầu là bằng cách là lấy 1,75 cộng với 3. Rồi ta sẽ tính được chiều dài của cây trước khi bị gãy, đó là 4,75 m. Như vậy thầy và các bạn đã đi xong bài 3.4 và đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng. Để có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn để comment ở bên dưới và thầy sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật thêm những bài giảng mới của thầy.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.